chào bạn, mình là Huy Olympic Small Gym. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series tự lên lịch tập hoàn hảo với phần thứ tư, cách sắp xếp thứ tự bài tập cho một buổi tập. Ok, thì việc sắp xếp các bài tập trong chương trình tập là cách bạn thực hiện bài tập đó trong khi mà vẫn suy xét về cái sự liên quan của nó đến các bài tập còn lại. Nói đơn giản là không phải là hôm nay bạn tập ngực là viết ra một list 4 bài ngực, hay là với lưng thì là 4 bài lưng rồi chia theo kiểu chính phụ như là ở phần 3 của series. Mà chúng ta còn cần phải sắp xếp nó sao cho là tối ưu được cái thời gian và cái khối lượng tập luyện. Tùy vào mục tiêu mà việc sắp xếp các bài tập sẽ giúp bạn có khối lượng tập luyện lớn nhất nhưng lại tốn ít thời gian tập luyện nhất. Và đương nhiên là bạn phải đảm bảo cái việc an toàn và không chấn thương. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cách sắp xếp đầu tiên. Cách thứ nhất, sắp xếp bài tập theo kiểu xét thẳng. Đây là kiểu sắp xếp phổ thông nhất. Đơn giản là bạn thực hiện tất cả các set của một bài tập rồi mới chuyển qua bài tập tiếp theo. Ví dụ đơn giản thì chúng ta sẽ có hai cặp bài tập ở đây. Benches press 4x10, rep 90 giây và pendulum row 4x10, cũng rep 90 giây. Trong kiểu tập luyện này thì bạn thực hiện tất cả 4 set của bài benches press với cái thời gian nghỉ hồi sức giữa các set là 90 giây trước khi chuyển qua bài pendulum row. Cách thứ hai, sắp xếp bài tập theo kiểu tuần tự. Phương pháp này cho phép bạn tập được tất cả các bài tập như trên nhưng với cái thời gian nghỉ ít hơn mà không phải hy sinh quá nhiều sức. Thực sự thì khi áp dụng nó giúp tôi kết thúc cái buổi tập sớm hơn tầm 30-40 phút. Trong kiểu phân bổ này thì bạn tuần tự tập tất cả các set của một cặp bài tập tác động vào các nhóm cơ khác nhau, mà lý tưởng nhất là các cặp cơ đối nghịch. Ví dụ như là bench press thì chúng ta 4x10 rep 45 giây và pendulum row 4x10 rep 45 giây là hai cặp bài tập đối nghịch nhau về cơ ngực và cơ lưng. Giải thích đơn giản thì bạn thực hiện một set bench press, sau đó nghỉ 45 giây, rồi lại thực hiện một set pendulum row, nghỉ 45 giây, rồi lại quay lại đẩy bench press và lặp lại cho đến khi bạn thực hiện xong cả 4 set của mỗi bài tập. Với kiểu tập luyện này thì thời gian nghỉ thực sự giữa hai set bench press cũng như là tương tự như là kiểu sắp xếp thẳng là sẽ được nghỉ 90 giây, trong khi là bạn thực chất bạn chỉ nghỉ có 45 giây. Cách thứ ba, sắp xếp kiểu vòng tròn. Ở đây thì bạn thực hiện một set với ít nhất 3 bài tập hoặc nhiều hơn, có thể 4-5 bài chẳng hạn, nối tiếp nhau theo một vòng tròn, sau đó lặp lại vòng tròn đó nếu cần. Ví dụ ở đây là chúng ta sẽ có một vòng tròn dumbbell bench press, dumbbell squat, assisted cable row, dumbbell Romanian deadlift, và bài cuối cùng là bridges cơ. Lưu ý rằng thì một vòng trong các bài tập không nhất thiết phải bao gồm tất cả các bài tập trong buổi. Bạn có thể thực hiện một vòng 4 bài tập, sau đó sẽ là 2 bài tập thông thường, có thể thực hiện theo kiểu tuần tự hoặc là set thẳng. Cách tập luyện này thích hợp nhất cho việc phục hồi cơ bắp, giảm mỡ khi mà bạn giữ cái thời gian nghỉ giữa các vòng chỉ khoảng 10 giây. Nhưng nó cũng là cách sắp xếp rất là hiệu quả để tập strength và power khi mà bạn tăng cái khoảng thời gian nghỉ lên từ 1 đến 2 phút. Điều này cho phép bạn tập được nhiều hơn trong khi là tốn ít thời gian nghỉ hơn so với kiểu set thẳng hay là kiểu tuần tự, trong khi mà bạn vẫn đảm bảo cái thời gian đủ để phục hồi giữa các set của cùng một bài tập. Ok, thì sau khi đã giới thiệu qua một vài cách sắp xếp các bài tập đơn giản thì chúng ta sẽ đến với phần chính của video hôm nay, thực hành sắp xếp thứ tự bài tập. Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất, nhớ là các bài tập đòi hỏi hệ thần kinh nhiều nhất nên được thực hiện đầu tiên. Ví dụ như bạn nên là tập squat trước khi tập leg extension. Có một vài ngoại lệ với cái nguyên tắc này khi mà bạn muốn cảm nhận tốt hơn một nhóm cơ nào đó trong một bài tập sử dụng nhiều nhóm cơ. Bạn có thể kích thích nhóm cơ đó trước bằng cái việc mà thực hiện một vài set tập cô lập cho nhóm cơ đó. Ví dụ như là bạn muốn kích thích mông trong squat chẳng hạn. Lấy ra tất cả các cái động tác cho một nhóm cơ và sắp xếp chúng theo cái thứ tự độ khó giảm dần. Ví dụ, nếu bạn chọn các bài tập cho phần cơ ngực, chúng ta sẽ ví dụ khoảng 3 bài tập như sau: cable crossover, bench press và dumbbell incline bench press. Thì thứ tự chính xác các bài tập này sẽ là bench press đẩy ngực với thanh đòn, dumbbell incline bench press đẩy ngực với tạ đơn, và cuối cùng là bài cable crossover. Qua đây thì chúng ta sẽ nốt lại một cái ghi nhớ nhỏ nhỏ ở đây: bài tập chính trước bài tập phụ, trước bài tập bổ trợ và trước các bài tập khắc phục. Nếu như bạn có 2 bài nằm trong cùng một nhóm, tức là 2 bài tập chính hoặc là 2 bài tập phụ,
thì bài nào bạn có thể tập với mức tạ nặng hơn sẽ được tập trước. Tùy thuộc vào cách sắp xếp mà bạn lựa chọn, thứ tự thực tế của các bài tập có thể thay đổi. Ví dụ như là bạn sử dụng kiểu sắp xếp bài tập dạng xét thẳng, bạn có thể thực hiện tất cả các bài tập cho cùng một nhóm cơ nối tiếp nhau, sau đó thì chuyển qua nhóm cơ tiếp theo. Trong cái trường hợp này thì thứ tự đơn giản sẽ là bài ngực chính, bài ngực phụ, bài bổ trợ cho ngực, tiếp theo là bài tay sau chính, bài tay sau phụ và cuối cùng là một bài bổ trợ cho phần tay sau. Như trên đây thì mình đã chọn một nhóm cơ ngực là nhóm cơ chính và cùng với nhóm cơ tác động phụ của nó là nhóm cơ tay sau. Nếu như bạn tập một nhóm cơ lớn, ngực hoặc lưng hoặc đùi và một đến hai nhóm cơ nhỏ cho cùng một buổi, hay là tập hai nhóm cơ lớn, ví dụ như là ngực hoặc lưng, thì đây không phải là cái lựa chọn tốt nhất bởi vì hệ thần kinh trung ương của bạn sẽ kiệt quệ khi mà bạn chuyển qua tập nhóm cơ lớn thứ hai. Nếu như bạn vẫn đang tập hai nhóm cơ lớn hoặc là nhiều hơn, hay là một buổi tập full body, thì cái việc sắp xếp các bài tập theo thứ tự độ khó giảm dần sẽ là tốt hơn cả. Đầu tiên thì bạn sẽ gộp lại tất cả các bài tập theo từng nhóm chính phụ và sau đó sắp xếp chúng để các cái cơ lớn hơn được tập trước. Ví dụ bạn sẽ chọn các bài tập cho một buổi full body như sau. Chúng ta sẽ có một list bài tập ở đây là bench press, shoulder press, chin up, front squat, Romanian deadlift và barbell curl. Tất cả các bài tập trên đều là bài tập thuộc nhóm bài tập chính. Vì thế chúng ta sẽ sắp xếp chúng theo độ to của cơ bắp so với cơ thể. Qua đây thì chúng ta sẽ nốt lại một cái ghi nhớ nhỏ ở đây. Đơn giản thì nhóm cơ to nhất sẽ là nhóm cơ đùi trước, tiếp theo là đùi sau, rồi đến lưng, ngực, vai, tay sau và cuối cùng là tay trước. Với tất cả các bài tập trên thì chúng ta sẽ có thể sắp xếp như sau. Ok, thì đầu tiên sẽ là front squat, tiếp theo là Romanian deadlift, chin up, bench press, dumbbell shoulder press và cuối cùng là barbell curl. Nếu như bạn cũng có cả bài tập phụ thì cũng áp dụng nguyên tắc tương tự. Nhóm chúng theo từng nhóm chính trước phụ, sau đó thì sắp xếp các bài tập theo nhóm kích thước của cơ bắp. Giả sử tôi sẽ có một cái list bài tập như sau. Bench press là bài tập chính, leg press một bài tập phụ, bent over barbell row là bài tập chính này, seated dumbbell shoulder press là bài tập thuộc nhóm phụ, deadlift là một bài tập thuộc nhóm chính và hammer curl bài tập thuộc nhóm phụ. Đầu tiên thì bạn sẽ xếp các bài tập này vào nhóm các bài tập. Nhóm đầu tiên thì sẽ là các bài tập chính đi. Chúng ta sẽ có deadlift, bent over barbell row và bench press. Nhóm các bài tập phụ thì sẽ có là leg press này, seated dumbbell shoulder press và hammer curl. Sau đó thì sắp xếp chúng theo cái kích thước độ lớn của cơ bắp thì chúng ta sẽ có cái kiểu sắp xếp deadlift, bent over barbell row, bench press, leg press, seated dumbbell shoulder press và cuối cùng là hammer curl. Nếu như bạn sử dụng kiểu sắp xếp tuần tự, thường thì là kiểu chia buổi đối nghịch, thì bước đầu tiên là sắp xếp các bài tập cho nhóm mỗi nhóm cơ. Ví dụ, giả sử bạn đang tập ngực và cơ lưng và bạn chọn các bài tập sau. Ngực thì bạn sẽ chọn dumbbell fly này, bench press và incline dumbbell bench press. Và lưng thì chúng ta sẽ có lat pull down, bent over barbell row và rear delt raise. Thứ tự chính xác của từng nhóm cơ sẽ là với nhóm cơ ngực thì đầu tiên chắc chắn là bench press rồi, incline dumbbell bench press và cuối cùng là dumbbell fly. Với lưng thì là bent over barbell row, lat pull down và rear delt raise. Sau bài tập tiến hành theo cách sắp xếp tuần tự, thế nên là kết quả sẽ như sau. Chúng ta sẽ chọn ra các cặp bài tập đầu tiên là các bài tập thuộc nhóm bài tập chính là bench press và bent over barbell row. Các bài tập thứ hai là thuộc nhóm bài tập phụ là incline dumbbell bench press và lat pull down. Các bài tập thứ ba là các bài tập bổ trợ là dumbbell fly và rear delt raise. Cuối cùng, nếu như là bạn đang tập theo cách sắp xếp kiểu vòng tròn thì bạn sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn tùy theo cái mục tiêu của mình. Trong kiểu vòng tròn này thì việc tập cho sức mạnh hay là để tăng cơ thì cái thời gian nghỉ giữa các lần tập lặp lại của mỗi bài sẽ vẫn dài. Nguyên tắc sắp xếp bài tập cũng tương tự như là kiểu xét thẳng, xếp theo từng nhóm chính phụ, sau đó là theo nhóm cơ. Còn nếu mục tiêu của bạn là giảm mỡ thì kiểu tập vòng tròn này sẽ lại càng hợp lý. Để có thể tạo nhiều axit lactic với cái mục tiêu giảm mỡ, bạn sẽ cần cái thời gian nghỉ ít hơn và làm cho tim của mình luôn luôn đập nhanh và mạnh. Điều này mình đã nói ở phần 2 của series, các bạn có thể xem lại ở đường link phía trên này. Tuy nhiên thì bạn cũng nên sắp xếp cẩn thận chúng một chút để chúng không bị xung đột với nhau. Cố gắng tối thiểu hóa cái sự trùng lặp của một nhóm cơ. Ví dụ nếu như là bài tập đầu tiên của bạn sẽ là bài seated dumbbell shoulder press chẳng hạn, tức là một bài tập ngồi đẩy vai với tạ đơn ấy, thì việc tập một cái biến thể của bài bench press
là các bài tập đẩy ngực ngay sau đó sẽ không phải là một cái ý kiến hay, vì các bài tập này tác động vào cái nhóm cơ tương tự. Phần 5 tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái nội dung chi tiết hơn về chọn set và rep. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay nhu cầu đăng ký tập luyện online, offline, cũng như là đăng ký mua sách chỉ dẫn của cơ bắp hay là 13 tuần giảm mỡ thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình tại fanpage Small Gym, Instagram của mình là small.gym hay là Facebook cá nhân của mình. Tất cả thông tin thì đều có mình có để ở dưới phần mô tả này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình là Huy và mình là huấn luyện viên của Small Gym.